Xin chào các bạn, mình là Khánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc ang. Đây là sản phẩm được uh, sử dụng để bày trí tại phòng khách hoặc phòng thờ. Uh, khi mà chúng ta đổ nước vào đây thì nó sẽ tạo nên uh, như là một bức tranh rất là đẹp. Ở bên trong có cá chép và những cái bông hoa, những chú cá chép đầy đủ màu sắc rực rỡ uh, và những bông hoa cũng vậy. Uh, chỉ cần cho một ít nước vào thôi thì cái sản phẩm này nó trở nên rất là độc đáo. Đây là dòng sản phẩm sứ cao cấp được sản xuất tại Bát Tràng. Với họa tiết mà các bạn đang nhìn thấy đây đều được vẽ thủ công hoàn toàn bằng tay hết. Đây các bạn có thể quan sát nhé. À, đường kính miệng của cái, cái sản phẩm này là khoảng 55cm. Ở bên ngoài sản phẩm thì cũng được uh, vẽ họa tiết hoa uh, phủ hết. Đây bên dưới này cũng là một chiếc an nữa với họa tiết là chim hoa rất là đẹp. Khi mà cho nước vào thì nó nó sẽ óng ánh, cảm giác như mọi thứ đang chuyển động ở bên trong sản phẩm. À, các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0919174700 hoặc 0987846706 để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Đối với chiếc am ăn uh, chim hoa này thì có rất nhiều những chú chim chĩ rất là đẹp với những cái đuôi màu sắc rực rỡ và những bông hoa đang nở rất là rộ. Thường thì những dòng, dòng sản phẩm này sẽ không được sản xuất đại trà mà sẽ sản xuất theo đơn đặt của khách hàng. Vì vậy các bạn mà muốn đặt sản phẩm này thì các bạn sẽ phải đặt mất thời gian từ 15 cho đến 20 ngày để tạo ra được một cái sản phẩm như thế này. À, khi mà xem xong clip này thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé để mình có thể ra được nhiều những cái sản phẩm khác nữa. rồi ok xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những clip